Nhờ thực hiện tốt công tác tuần tra phân luồng nên trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt được đảm bảo an toàn. Dịp Tết Dương lịch năm nay, lượng khách du lịch từ các tỉnh đến thành phố Đà Lạt tham quan nghỉ dưỡng khá đông. Nắm bắt được tại một số khu vực như đường 3 tháng 2, Đài Phun Nước, chợ Đà Lạt, trung tâm Hòa Bình, Hải Thượng, Nguyễn Thị Minh Khai, đường đèo Prenn, vườn hoa thành phố và một số điểm khu du lịch dễ xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. Nên đội cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Lạt đã lên kế hoạch cử lực lượng chốt chặn, phân luồng, phân tuyến, hướng dẫn, kết hợp với công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố cơ bản được đảm bảo thông suốt. Ở đây họ có ý thức tham gia giao thông hơn, ở những chỗ khác thấy thì nó ổn định hơn, nhưng mà giả sử như ở Hà Nội chúng em thì có cái đường hầm đi bộ cho người đi bộ à, còn ở trong đây thì em không có thấy, nên là lúc mà sang đường thì hơi khó khăn một chút. Đà Lạt thì tham gia giao thông em thấy không có đèn xanh đèn đỏ, nhưng mà nhiều vùng giao thông nó bình thường, không lên đến nỗi phức tạp như Sài Gòn. Bên cạnh công tác điều tiết giao thông, tuần tra kiểm soát, hướng dẫn người dân khi tham gia giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Lạt còn xử lý một số trường hợp và phương tiện vi phạm với các lỗi chủ yếu như dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, lấn tuyến, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Chúng tôi cũng huy động tối đa 100% quân số. Thì nhìn chung thì trong 3 ngày nghỉ Tết từ ngày 31 tháng 12 đến ngày hôm nay thì lượng khách đến Đà Lạt là tăng hơn bình thường. Cao điểm như ngày mùng 1 là 25 đến 26.000 khách du lịch đến Đà Lạt. Với một lượng phương tiện cũng khá là đông, thì trước tình hình đó chúng tôi cũng phân công lực lượng tuần tra cắm chốt trên toàn cái địa bàn thành phố, tập trung vào các cái điểm chốt giao thông quan trọng, là đảm bảo là không để cái ùn tắc giao thông xảy ra, phục vụ cho việc đi lại của du khách cũng như nhân dân trên địa bàn luôn thuận tiện. Theo đánh giá, trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2017, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt được kiểm soát. Trên địa bàn thành phố Đà Lạt chỉ xảy ra 2 vụ va chạm giao thông nhẹ, đặc biệt không có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào xảy ra. Qua đó đảm bảo nhu cầu đi lại của du khách và người dân địa phương trong dịp Tết Dương lịch 2017. Để có những kết quả đó là sự nỗ lực vươn lên từng ngày của mỗi gia đình, mỗi nông dân. Tuy nhiên, với chủ trương xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là việc đầu tư hệ thống hạ tầng thiết yếu, đã là động lực thúc đẩy chung cho một bộ mặt đa nhiệm, mới và đẹp như hôm nay.